phố Phan Thiết đang là chỉ thị 16 rất là khó khăn. Mình đi xe về không được về nhà, mình phải ở lại xe 2 ngày. Buồn quá thôi, bây giờ mình phải đi câu, đi cách xa thành phố Phan Thiết 70 km. Mình đi câu giải trí, sẵn là mình né dịch luôn, cho nên mình đi 4:30 sáng, mình đi hơn 30 phút rồi, giờ trời cũng đang hừng sáng. Mình tranh thủ ra để mua tôm đất để cầu mồi sống các bạn. Giờ các bạn đi theo mình nha. Thắng Container xin trân trọng chào tất cả các bạn nha. Thì do dịch bệnh khó khăn cả tháng mấy nay rồi, mình chẳng có cái clip nào để đưa lên trên kênh của mình hết. Thì nay thì cái ngồi trang trí hết chỉ thị 16 xuống lại chỉ thị 15, cho nên là đỡ bớt giãn cách. Câu mua tôm mua đồ cũng lại chuẩn bị ra ở mấy ngày để câu cá, để có những clip đẹp cho các bạn. Nãy giờ đáng lẽ là mình đi sớm, thường ở trong đó trong Phan Thiết, nhưng mà Phan Thiết thì mình không ở, tại vì do chỉ thị 16 mình đi xe về cho nên không có được về nhà. Xe này mình đi ra núi sườn của ông chú Thắng này, ông cũng tên Thắng luôn, cho nên là muốn đi ra ngoài chùa làm chuyến câu cá để né bớt Covid. Thì đây đến để là mình đi rất là sớm, do sườn bị rớt dung dịch cho nên là chờ phải mua rồi gắn lại rất là lâu. Chú rất là khó khăn, ngoài sáng ra bị rớt cái chân vịt rồi, phải đành lòng đi mua cái chân vịt mới tốn mất mấy trăm ngàn để lắp vô. Mày luôn. Trời ơi, nó đã. Tao nói hồi sáng á, hồi sáng mà mày làm đảng hả, mày lấy
mày lấy cũng phải đồ bậc ký. Đồ bậc làm bây giờ mình làm. Trời ơi, tao nói thiệt chứ tao nói láo rồi, tao không muốn câu thôi. Tao đi vô đây. Mày biết không, ông Đức á, với lại ông chú Long á, con người 4kg, 5kg. Cái gì? Có mắm bạc á em. À, mắm bạc này. Cứ bạc ra đây nè, bạc đây nè. Xa xí. Quên là bạc á, mắm bạc á, 5kg, 3kg luôn. Có mắm bạc á. Ông la lử ba con, bốn lử bốn con nó đi chứ. Đâu. Nhưng mà em thấy bạc bằng cần đảng, hoặc là em bạc làm sao mà cho 4 miếng ngồi nó nằm dưới đấy. Cái này nó làm hình thức này này cũng được. Nhưng mà anh nó là anh quýnh cần đảng. Chứ là nãy giờ em quýnh gì vậy ha? À, nó quýnh món bự bự, bộ món nhỏ lắm. Ngon mà thiếu lắm. Cậu có món này câu. Này phân kêu là má ơi luôn. Ừ. Đó, cá, con, cá, quý này muốn ăn. Cái kỹ rồi sáng cũng như chứ đâu phải chỉ thèm qua luôn á. Người ta câu 4 kg gì. Hả? À, không phải gì đâu. Ừ. Một cô ăn con chả gấp rồi. Ai bày á? Nghĩ sao rồi trời. Nó mày ăn lưỡi dứa không á, mày kiếm cái đảng. Tao không cho đảng cho chú này. Ơ con mà liếc cái sợ luôn. Đại ca ghê á. Nói cá róc cái kiểu nó đi gì là chỉ có nó thôi, không có róc gì hết á. chú ba luôn á, ba luôn á, đi đòn á, nó đi đòn đồ á, còn hai lưỡi trên nữa, để lâu lâu với lưỡi cho nó bự luôn được không? Chiều mai mày vô, chiều mai mày vô tao nói mày không phải 7 kg. Cá này 8-9 con ký nhiêu. Lưỡi đi gầu này. Đại ca kêu ba cái lưỡi này câu gì, cái lưỡi chân ngắn này. Ông ơi, ông quánh cái này gầu. Thế là đại ca đi đi thân dài. Cái này lưỡi nhuộm cái nâu bao luôn. Ba ăn cái món này nó ăn, lưỡi gì ăn thì lấy Trung Quốc quánh sướng hơn. Mười ngàn hộp á. Mười ngàn hộp số 5. Có không ạ, để coi coi, chục lửa, hai chục lửa nè. Lửa đường dài ha. Ờ, số 5 ha. Thứ 6 có. Lửa Trung Quốc 10.000 hộp á. Thứ sao? Có một bỏ gì đâu. Trộn mẹ lửa ngàn mấy, dám bỏ đi. Đó. Quên nè, vô quên. Đồ nó không ăn bắt đầu ra. Quên à. Không ăn bắt ra từ từ vô đồ quá nó anh ăn được xong bắt đầu ra để chết 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 chết. Bày ông Vinh đụng với ông câu lại sao quá. Đụng quá. Tôi vô sợ
Chiều có mình đi đâu mà qua để mười con vậy. Đó, mổ vô, mổ nhiều vô, đó, nó ăn được là mổ. Đó, ăn nhiều cái gì ăn vô. Dòng họ của cái liệt luôn, nó đi như vậy. Tiểu ghê. Ít có nghĩa là cái liệt dầu. Đó, chung, trời ơi. Đủ lử luôn ấy. Chung. Lâm thì đấu lại quýnh theo chiêu này nè. Còn có. Hai. Sao ý kiểu đó là hai. Hai không? Hai con. Ba luôn. Ồ, thế hai đảng này là mày gặp tầm tí rồi nè. Tầm ký rồi, nửa ký rồi á. Mà đủ lử gì mà chết rồi. Đừng cho ăn luôn cứ kêu. Có nhiều. Trời êm quá. Không câu không có cái gì ăn hết. Câu liệt mớm. Thank you.
sao mà ăn vũ cái cần gớm mà trời. Cần con mà vũ mà sợ. Bữa nay ta ăn vũ rồi. Hả? Bữa nay ta hai con ta ăn vũ luôn. Được. Cầu riết cậu biết có một con hay hai con luôn ha. Cậu quen cái cảm giác. Đó, lúc nào cũng lông chết hàng chi mà còn gì đây. Con trẻ mắc sợ. Hả? Ăn. Đang ăn, đang ăn.
còn cái gì mà nó gục nó đi dưới chợ. Ôi cá đục. Còn cá mớm còn cá đục má hơn luôn. Cá ăn cá ăn. Rồi cá đục chày đó mà quất chục con mua mấy con ngon ha.